Ok, hello anh em, rất vui vì được lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn bạn Dương Thanh Hương và anh em Vũ Trung Kiên đã donate cho kênh, ủng hộ kênh qua tài khoản ngân hàng. Và tôi xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung cùng với anh em Ngô Thanh Sang đã donate cho kênh qua hình thức Super Chat ở trên YouTube. Xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới 4 bạn đã donate cho kênh. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây: anh em Nguyễn Thanh, anh em Đặng Tuấn Anh, anh em Nguyễn Đức Anh và anh em Nguyễn Tuấn đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định, cố định. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Đầu game nó ra Assassin khá là nhiều anh em ạ. Hai con người lướt cho con ốc, và tôi sẽ phải có khi là phải lock thêm round nữa. Lock một phát hai round luôn. Từ round 2 là không đủ tiền mua. Ok, trận này thôi. Pick lại. Có thể là Assassin này. Và có thể là chơi gì? Chơi Insect. Đầu game ra Assassin thì có thể là chơi hai bộ đấy ngon. Assassin hoặc Insect anh em nhé. Đấy, đồ được nhá, đồ có cho Insect nhá. Đồ này là có cái Kira rồi. Có găng tay Kira rồi. Đấy, tôi có thể ghép luôn được. Có cái chém lan này, cái găng tay Kira, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ lấy cái găng tay Kira. Cái bộ Assassin và cái bộ Insectoid nó đều dùng cái món đồ này. Ở trên kênh ấy có rất nhiều anh em là thích chơi cái bộ Insectoid và muốn là được tôi làm cái bộ Insectoid ở trên kênh. Rất nhiều người thích chơi đấy. Nhưng mà từ từ đã anh em nhá. Cho này để tôi xem cái nào đã. Nhiều khi là chuyển sang Insectoid nó yếu hơn. Đấy. Cái này là nó phải tùy thuộc vào xem là chúng ta có đồ gì này và chúng ta chuyển ở ra bao nhiêu. Đối thủ của chúng ta là ai? Đối thủ của chúng ta mà là beat đây này. Trận này là anh em thấy là đây là sẵn sàng là có một người chơi beat đấy nhá. Chắc chắn luôn đấy. Ở đây là mua 3 con beat rồi. Đấy mà Insectoid ở cái giai đoạn mà từ 30 đến 35. Từ 20 luôn đi. 20 đến 35 mà gặp beat là khá là sợ đấy. Trận này là có beat nhá, nên là đánh ví dụ như là tôi phải đánh nó phải, nói chung là phải giữ máu tốt ấy. Cái giai đoạn đầu game mà mình xử lý tốt, mình giữ máu được nhiều. Đấy. Thì có thể là tôi sẽ chuyển sang Insect. Còn nếu mà bài mà nó kiểu đến cái giai đoạn giữa game mà nó tụt máu thấp quá rồi ấy, thì có thể là sẽ chơi 6 Assassin kẹp cọc anh em nhá. Đấy, nó tùy thuộc vào cái tiến độ của trò chơi, cái lượng máu tôi giữ được để xem là quyết định là sang cái bộ nào. Với một cái con cáo 2 sao ấy thì chơi Assassin hay là chơi Insectoid ấy thì tôi đánh giá là Assassin vẫn mạnh. Nếu mà nó đủ đồ, đủ bộ. Ở level 10 ấy, không cần level 10. Nếu mà ra được cái bộ bộ Kira ấy, ra được đồ Kira và ra được ghép được cái Kira ở level 9 thôi thì cái bộ 6 Assassin tôi đánh giá là vẫn khỏe hơn. Theo tôi là cái bộ đấy nó vẫn là bộ TS thôi. Trong tất cả các thể loại meta thì cái bộ 6 Assassin kẹp cọc ấy, kẹp Warlock, kẹp Aegis Seed, kẹp Kira, kẹp Beat, đấy. Nó là cái bộ mà tôi nghĩ là nó là thuộc cái TS ở trong cái con game này. Nhiều khi là cái bộ đấy nó còn ổn định hơn cái bộ Aegis Seed cơ. Cái bộ Aegis Seed Witcher mặc dù là TS ấy, hay là như là cái bộ bộ đỏ ấy, bộ đỏ kẹp với cả lùn đấy, hay là đỏ kẹp với cả Metalit thì bây giờ nó đang là TS. Trong tất cả những cái bộ đấy thì hai cái bộ đỏ ấy, dễ chơi thì không nói làm gì, thì so sánh hai cái bộ còn lại đấy chính là cái bộ Aegis Seed Witcher, so sánh với cái bộ 6 Assassin kẹp cọc ấy, thì tôi vẫn đánh giá là cái bộ 6 Assassin kẹp cọc nó là cái bộ dễ chơi hơn đấy. Đỡ bị toang hơn, ổn định. Đấy mà nếu mà ra được con gấu Assassin ấy, có gấu kẹp vào ra được gấu Assassin thì chắc chắn top 1 luôn. Đánh rất là dễ. Lên được 10 là kiếm được con Sailing Assassin thì khả năng top 1 nó phải đến 90% rồi. Đấy, còn như là cái bộ đỏ không nói làm gì nhá. Cái bộ đỏ thì nó quá dễ chơi. Đấy, cái bộ đỏ, hai bộ đỏ dễ chơi lắm. Kể cả nó có không được top 1 thì nó là TS bởi vì nó rất là dễ chơi, nó dễ vào top. Đánh giá là hai bộ đỏ vẫn là dễ chơi hơn.
Đấy, còn như mấy cái bộ như là like liếc các thứ thì không tính tiền. Mặc dù là nó khỏe ở trong cái meta này nhưng mà sang cái meta khác là nó lại yếu ngay. Đấy, chỉ cần meta nào mà nó có nhiều beat ấy là cứ like là không được ưa chuộng đâu. Cứ like mà khi mà vào meta beat một cái là không ai chơi luôn. Nhưng mà riêng cái bộ Assassin là gần như là meta nào cũng có thể chơi được. Đấy, chủ yếu là người ta có động vào hay không thôi. 6 Assassin này. Hay là cái line up gì nhỉ? 6 Assassin hoặc là 6 đỏ ấy. Đấy. Những cái bộ đấy là gần như là meta nào cũng được chơi, chơi được. Kể cả là cái bộ Insect ấy, tôi cũng nói luôn là cái bộ Insect ấy meta nào cũng chơi được. Cái vấn đề ấy là có chơi không thôi. Còn gần như là meta nào cũng chơi được hết, cũng có thể được top 1 hết. Bởi vì cái bộ đấy nó là cái dạng gọi là siêu lết, đánh nó cực khỏe. Mỗi tội là ở giữa game nó khó thôi. Nên là cái bộ Insectoid ấy nó cũng sẽ không được xếp vào cái tier S ở trong cái meta. Đấy, tôi xếp Insectoid vào tier S nha anh em nha. Nên anh em đừng có nhầm tưởng là khi mà tôi chơi Insectoid nó khỏe ấy, tôi xếp nó vào tier S đâu. Thực ra những cái bộ siêu lết ấy nó rất khỏe, nó cực kỳ khỏe luôn. Ví dụ như là cái bộ bom ấy, cái bộ gót bom nhá, tối thượng nhá, cực kỳ khỏe luôn. Ấy nhưng mà để mà chơi được thì nó lại là một cái cả vấn đề. Cái bộ Insectoid thế. Cái bộ Insectoid ấy, nếu mà anh em đánh được kéo đến lết ấy thì nó cực kỳ khỏe luôn. Nó phải gọi là siêu lết, siêu khỏe. Cái vấn đề là mình có kéo đến lết game không không? Meta nào thế, chơi được hết. Cái vấn đề là có thể là chơi được không thôi. Đấy, có thông thạo để mà chơi không không? Còn nếu mà để mà nói là đánh được top 1 không thì quá là đánh được luôn. Như cái bộ mà xếp vào tier S ấy, những cái bộ như kiểu Meta Elite 6 đỏ này, hay là đỏ kẹp lùn ấy, thậm chí là những cái bộ đấy nó không phải là những cái bộ mà siêu lết game có thể ăn được những cái bộ khác đâu. Tôi lấy ví dụ như là cái bộ mà 6 đỏ kẹp với cả lùn nhá, mà để mà đánh với cả cái bộ God Warlock hay là cái bộ Glacier Warlock thì rõ ràng là không có cửa ăn. Đấy, tôi nói luôn, không có cửa ăn. Đấy, 6 đỏ kẹp với cả lùn chỉ bắt nạt được mấy cái thằng kiểu dạng gây đam nó yếu thôi, tất cả nó không có khả năng hồi máu thôi thì ăn được. Bắt nạt kiểu dạng mấy cái bọn kiểu nó không có khả năng mà trụ ở trong combat ấy, kiểu beat ấy. Đấy, cái bọn beat là rất sợ đỏ giai đoạn lên game. Nhưng mà cái bọn beat thì nó lại không sợ đỏ giai đoạn giữa game thôi nhá. Đầu và giữa game thì nó lại ăn đỏ. Cái bọn đỏ ấy nó chỉ mạnh khi mà nó ra con Bad Omen. Đấy. Và nếu mà chơi kiểu Meta Elite ấy thì nó chỉ mạnh khi mà nó ra được con Ngộ Không. Hoặc là có thể là lên được 10 kẹp với cả Wizard vào để kẹp 4 Meta Elite thì nó mới khỏe thôi. Còn với cái bộ đỏ mà kẹp lùn ấy thì thôi chả phải nói làm gì. Bởi vì là chắc chắn là cái bộ đấy phải ra là con Lancer và con Light Spirit. Thậm chí là cả máy bay nữa, tức là 3 con 5 đô đấy. Thế Tsunami 4 con 5 đô luôn. Battleman 5 con 5 đô. Chỉ khi nào mà ra 5 con 5 đô thì mới có thể là vô địch top 1 anh em nhá. Rồi, để tính xem là cái nào sau gặp cái thằng nào nào. À, Gray à? Đang Eco. Rồi, thế thì cái round sau không phải làm gì cả. Quên mất đấy, round này không cho con gấu vào câu tí nhỉ. Nhưng mà thôi, cũng chả cần. Lên 7 nào cũng kẹp gấu thôi. Thực ra chơi cái bộ này tôi cũng không có hy vọng nhiều lắm vào cái việc là ra gấu. Đây rồi, cáo này. 6 Assassin rồi này. Nhưng mà 6 Assassin có yếu hơn không nhỉ? Chính ra kẹp mèo như này lại có khi lại khỏe. Kẹp mèo này chúng ta có thêm 2 con nữa ấy, là 8 con ấy. 6 Assassin nhưng mà bây giờ toàn 1 sao là tôi cũng chưa muốn chuyển. Từ từ đã. Cho con cáo này vào thay con ốc. Được. Thằng tiếp theo gặp là Eco là tôi cũng chưa up 7 anh em ạ, round sau nhá. Round sau up 7. Thậm chí là round sau tôi cũng chưa muốn up 7 cơ. Tôi muốn những cái con 1 sao 2 sao này nó lên level ấy, nó lên cấp. Tôi muốn là nó lên 2 sao đã.
một tiền hai tiền là lên 2 sao đã, chứ còn bây giờ một tiền hai tiền nó vẫn đang 1 sao nên là tôi cũng chưa muốn up cấp làm gì vội. Từ từ xem thế nào đã anh em ạ. Bây giờ up cấp lên là phải có khả năng ăn được những cái thằng kia cả. Còn nếu mà bây giờ mà up cấp lên ấy mà không có khả năng ăn được những cái thằng ở trên ấy thì tôi sẽ không up cấp đâu. Nó sẽ rất là lãng phí. Thay vào đấy là chúng ta có thể là chúng ta giữ ở đây không, chúng ta được giữ máu, giữ tiền giữ máu. Khả năng là không thể ăn được ấy. Bây giờ ấy, đội hình này không thể ăn được. Phải đợi một chút nữa cho cái bọn này lên 2 sao. Nếu mà tôi up cấp sớm ấy, cái khả năng mà những cái con này lên 2 sao nó sẽ bị giảm anh em ạ. Vì ở level 6 ấy, một tiền, cái con một tiền ấy nó sẽ là 33%, nhưng mà nếu mà anh em lên level 7 thì cái con một tiền ấy nó sẽ bị giảm xuống còn có 30% thôi. Cứ để ở level 6 đã. Đấy rồi, vẫn thắng này. Đấy nhá. Ok không? Thắng bán này đi. Đấy, rất hợp lý, vừa giữ tiền được, vừa giữ máu được luôn. Nếu mà cứ để cái đội hình này ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ ăn được những cái thằng ở trên. Nên tôi sẽ roll luôn anh em nhá. Tôi sẽ roll luôn ra này. Hết tiền luôn anh em ạ. Chúng ta có 6 assassin rồi. Đây rồi. Đấy, bán này đi. Tất nhiên là tôi sẽ kẹp cọc chứ tôi không kẹp gấu đâu. 6 assassin vào đã này. Đấy. Rồi. Khi mà có con cọc ra rồi đương nhiên là tôi sẽ không dùng con gấu nữa, anh em hiểu không? Tôi đánh là tôi đã cắt chuỗi với thằng kia, chứ không phải là tôi đánh ở đây là tôi eco giữ tiền hay là tôi làm thế nào. Đấy anh em hiểu không? Cái round mà round 12 ấy nó chỉ là bước đệm thôi bởi vì không đủ tiền roll. Tôi mà lên 7 hết tiền nên là tôi để ra 13, tôi lên 7 rồi tôi xả tiền luôn. Cái con game này nhá, mà round sau ấy mà chưa lên được thêm con ốc 2 là tôi vẫn roll tiếp ấy anh em ạ. Chúng ta đây là chúng ta đang cắt chuỗi hai thằng kia. Ok, tiếp nha anh em nhá. Rồi. Tiếp. Ok, thêm được con bọ cạp. Rồi, đây. Tôi vẫn sẽ để những cái con này để chúng ta có thể là chúng ta một trong hai con lên là 2 sao thì chúng ta đã chơi. Con rồng mập hoặc là con sao breaker. Round sau tôi vẫn sẽ xả tiếp nếu mà nó chưa lên được 2 sao anh em nhá. Đấy rồi, ui gặp thằng này rồi. Hay. Tính toán là hay nếu vị trí tôi ăn cơm, nhưng mà thằng này thế nào? Ăn được không? To nhỉ? 6 đỏ, à 4 đỏ, 4 đỏ, 4 đỏ. 4 đỏ, 4 đỏ. 4 đỏ này đi, 4 đỏ này hết đam rồi, hay quá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Gấu được. Cho này vào thay cọc. Cho này vào thay cọc ngon hơn này. Beat anh em ạ. Ok chưa? Cắt được chuỗi lần 1 nhá anh em nhá. Cái đoạn giai đoạn đầu game này có vẻ như trận này tôi xử lý khá tốt, nên là khả năng tôi sẽ chơi được insect đấy anh em ạ. Xử lý tốt, cắt được một lần chuỗi và giữ được máu. Lượng máu bây giờ là 95 máu. Rất tuyệt vời. Ok. Chưa biết. Nói là khả năng cao thôi nhá. Khả năng cao là chúng ta sẽ chơi insect, nhưng mà tôi vẫn chưa chắc chắn. Nó còn phải phụ thuộc vào tiếp theo nữa, những cái round tiếp theo. Chúng ta có chuỗi không? Đấy bây giờ là bắt đầu là chúng ta đánh có chuỗi không? Nếu mà có chuỗi thì chúng ta có thể chuyển được. Bởi vì insect là một cái bộ rất đắt tiền. Bộ đấy bộ đắt tiền đấy anh em ạ. Một khi tôi đã xả hết tiền có nghĩa là tôi hết tiền nha anh em nhá. Đây rồi, vậy là chúng ta sẽ có rồng mập. Rồi, con này bỏ rồi. Con sao breaker này không dùng. Đồ thì sao? Ở đây có cái giáp xoay. BKB à? Bây giờ kép luôn có kháng hiệu ứng này. Lấy được cái kháng hiệu ứng và cái... Nhưng mà tôi đang tiết kiệm cái viên ngọc để tôi ghép cái chấm lam anh em ạ. Ghép được cái giáp xoay đấy nhưng mà không. Chơi cái bộ này không ghép giáp xoay. Trừ khi là chúng ta sắp chết thôi. Còn tôi không ghép linh tinh đâu.
Chém lan, nếu mà chơi cáo phải có chém lan, không có chém lan toàn. Đợi thôi anh em ạ. Mà tôi bỏ luôn mấy cái con 5 đô đi đây. Có một cái lý do mà tôi nghĩ là nếu mà kể cả tôi có chơi Assassin sớm ấy, thì tôi cũng sẽ không pick những cái con 5 đô sớm. Bởi vì cái mục tiêu của chơi bộ Assassin nó chính là con Sailing. Nên là nhiều khi chúng ta pick những cái con đấy, nó ra con Khan sớm, nó ra con Phantom Queen sớm ấy, thì thực ra nó cũng chả để làm gì. Ui ơi, cái lần kia bật chuỗi rồi, chán ấy. Tôi đang chuẩn bị có chuỗi này, anh em thấy không? Đang đánh hay. Ôi, chán thế nhở. Thế quả xả tiền gắt chỉ cắt được một chuỗi thôi à. Lẽ ra là phải cắt được hai cái chuỗi thì mới gọi là tự tin. Cắt một chuỗi này thì vẫn thọt tiền quá anh em ơi. Level 7 19 tiền đây này, bọn nó lên 8 hết rồi. Lên 8 rồi còn hơn tiền tôi cơ mà. Nhiều thằng lên 8 hơn tiền tôi. Có những cái thằng level 7 thì nó cũng hơn tiền tôi luôn. Chỉ có một thằng duy nhất là đang ở level 6 và đang thấp tiền hơn tôi đâu. Nói chung là chúng ta phải tận dụng được cái sức mạnh của đội hình ở cái giai đoạn mà nó khỏe ấy. Cái bộ Assassin này sau round 20 nó lại đuối, không tận dụng được đâu. Cáo này. Cái bộ này cứ sau round 20 là nó bắt đầu yếu đi rồi. Đấy, sau round 20 là nó phải ra được cáo 2 thì nó bắt đầu chơi được. Còn cáo 1 mà bây giờ phải chơi bằng ốc thì cũng khá khó đấy. Bây giờ có lên ghép luôn để giữ chuỗi không nhỉ? Thôi tôi cứ lấy cái giáp đã này. Thôi cứ chốt đồ. Còn mấy cái đồ như kiểu đồ quả trứng ấy thì chúng ta cũng không nên lấy. Nó thật. Những cái clip trước tôi cũng đã nói rất nhiều à. Cái quả trứng nó không phải là cái món đồ mà chúng ta chọn. Bây giờ mà nó chả may nó rơi ra chúng ta lấy thôi, chứ còn không lấy món đồ đấy. Cái quả trứng nó không chơi, insect nó cũng không chơi, nó cũng không lấy. Nó chỉ là cái món đồ tùy chọn thôi anh em ạ. Vớ vẩn ra lại còn thua cơ này. Được không? Giết được cái con gấu kia thì mới yên tâm được. À được, 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 được. Sống mập hay quá. Rồi. Ok. Con ốc thì tôi không mua nữa nha anh em nhá. Chơi 6 assassin tôi chơi hẳn 5 đô đó. Không biết có phải tốn cơm riêu không? Tôi đây. Ui giời ơi bạn ơi. Tôi chứ còn ai nữa. Rồi. Thế là cũng có anh em Việt Nam nhận ra chứ. Chứ còn tôi lại thấy là dạo gần đây tôi lại vào trong game lại nhiều anh em nước ngoài nhận ra tôi sớm hơn. Thật. Anh em tin không? Nhiều fan người nước ngoài ấy lại có khi lại còn chào tôi trước cả các anh em Việt Nam luôn. Dạo gần đây là có rất nhiều anh em nước ngoài là gặp tôi ở trong game chào nhá. Bài xanh thế à? Ui, người ta đánh hay lại kêu là xanh. Dã man thật. Đánh hay và kêu xanh, anh em thấy tôi đánh hay không? Xả tiền quá là hợp lý luôn. Ôi kìa, có gáy đâu? Không phải gáy. Không phải gáy, tại sao thua? Trời ơi, cái đấy nó chỉ là gọi là cái gì thôi. Tự tin thôi. Gáy đâu, không gáy tí nào luôn ấy, thề. Thật. Được. Cấu đấy nhở. Cái đấy nó có phải gáy đâu. Sao cứ mỗi lần đấy nó ừ thì cứ cho là nó là hơi gáy thôi, chứ nó cũng gây hiểu nhầm cho cái bọn máy này nó là gáy hay sao mà tôi vừa mới chat lên thế thôi. Mất chuỗi luôn. Mà là còn mất chuỗi cho cái thằng coi như là vừa mới khen mình là coi như là... À đâu, nó khen mình đâu. Nó bảo mình là may mắn mà. Đấy thì đấy vừa mới... Thằng đấy vừa mới bảo tôi may cái nó cắt chuỗi của tôi luôn. Đều tê như lị. Cao thật. Thế là bây giờ vẫn thọt tiền anh em ạ. Mẹ, round 20 vẫn level 7. Bình thường round 21 bọn nó lên 9 nữa đấy. Nếu mà theo cái tốc độ trung bình của mỗi trận đấu rank ấy là round 21 là sẽ ở level 9. Đấy, nhưng mà bây giờ 21 tôi mới lên 8 thôi và tôi mới hết tiền. Cáu quá thì mất thôi anh em ạ. Có thằng nó lên 9 ở level
Đấy, anh em thấy thằng top 1 kìa, nó đang ở level 9. Nó ở level 9 ở đang 20 cơ. Tôi để ý nó ở level 9 ở đang 20 cơ. Và nó đang có 50 tiền. Tức là nó quá xanh luôn đấy. Sợ thật sự. Đừng mà thua nhá. Thằng này mà thua nữa thì thôi. Rồi, không. Chán quá nhưng mà không có chuỗi anh ạ, mất chuỗi rồi. Ui. Ê, từ từ nhá. Thế này thì là Assassin hay là Insect? Nó hơi ảo ma Calada một tí. Bây giờ chưa ra con bộ hung. Con Lich Assassin nó chưa ra. Như này nó hơi ảo ma một chút anh em ạ. Tức là nó ra cho tôi con Sailing Assassin. Thì chúng ta có thể Insect hoặc là chúng ta có thể là Assassin đều chơi được. Nhưng mà ít ra là phải cho tôi một cái con nữa để tôi chắc chắn. Biết này, ui biết đủ bộ rồi. Nhưng mà tôi Assassin đủ bộ. Nhưng mà trận này đừng bảo là mất nhiều máu nhá. Trận này Assassin đủ bộ mà sao mất nhiều máu thế. Ít thôi. Ủa, căng vậy. Chưa rồi. Tầm này 6 Assassin đuối rồi này. Trông bắt đầu cảm giác đuối rồi đấy. Chuyện này nhá, nếu mà anh em muốn tôi chơi bộ Insectoid ấy, thì chúng ta chỉ có thể chơi ở level 8 thôi. Không lên được 9 đâu anh em ạ. Bộ này chơi ở level 8. 82 máu. Bởi vì bây giờ cái trận này mặc dù máu nhiều nhưng mà nó bị thọt tiền. Cái tiến độ của nó là round 23 là chúng ta bắt đầu là phải form được đội hình mạnh rồi. Ở đây Assassin thì bây giờ nó vẫn đang yếu. Nó chưa ra là con cáo 2. Nếu mà đá luôn sang Insect ấy thì nó lại mạnh hơn bộ Assassin. Đấy, cái tầm này nhá, nếu mà ra cáo 2 thì chơi Assassin ngon. Nhưng mà bây giờ nhá, mà chưa ra cáo 2 thì lại chuyển Insect lại ngon. Đấy, bây giờ đủ 4 Insect cái là chuyển luôn. Hợp lý luôn anh em ạ. Bởi làm sao có hai hiện tế 3 sao rồi. Tí nữa ra thậm chí là tôi còn có cả một con gấu nữa. Mà tí nữa ra con Sailing ấy là có hiện tế 5 đô. Thì ở trong cái giai đoạn này Insect nó lại khỏe hơn. Đấy, nó tùy anh em ạ. Đây này. Đấy, nếu mà chuyển sang Insect thì tôi sẽ chuyển sớm ở level 8 thôi anh em ơi. Còn nếu mà bây giờ nhá, mà cố chấp lên 9 ấy, thì cái trận này chắc chắn thua, kể cả 70 máu luôn. Từ bây giờ mà cố chấp lên 9 thì hết tiền. Hết tiền không form được bài, chắc chắn chết. Tầm khoảng sau là 25 mà lên 9 ấy, sau đó thì form về Insect. Lúc đấy không đỡ đâu. Sau 25 mỗi round mất khoảng 15-20 máu. Thì cũng chỉ 70 máu này chỉ khoảng 3-4 round thôi là đi. Thậm chí còn không sống nổi round 30. Round xong mà tôi có Kira tôi chuyển luôn. Chỉ cần có đồ Kira thôi anh em ạ. Chơi ốc vẫn được nha anh em nhá. Insectoid chơi ốc cũng được luôn. Ốc 2 sao tạm thời gánh một thời gian đã. Đấy. Đấy, cái tầm này Assassin không đấm được ai đâu. Assassin cái tầm này 6 Assassin rồi đấy chứ, nhưng mà có đấm được ai đâu. Sẽ bị những cái nhà này nó bắt lạt thôi. Thọt tiền quá anh em ạ. Đây rồi, có Kira này. Rao này chỉ cần hy vọng là có cái găng tay Kira thôi. Đấy, rao này mà có cái găng tay Kira là nói chung là nó ấm luôn. Sau đó là tôi sẽ form dần. Với những cái con bài này thì chúng ta chuyển được rồi đấy. Lao sau. Anh em nhá. Lao 26 khả năng tôi sẽ roll một phát hết tiền luôn. Chỉ có một là roll, hai là up cấp thôi mà. Mà đương nhiên là up cấp thì là chết. Up cấp thì không bao giờ có thể roll được. Chúng ta còn từng này tiền chúng ta roll hết luôn. Để chúng ta form Insect luôn anh em nhá. Sự lựa chọn tối ưu là nó sẽ là như thế. Bởi vì trận này tôi ngó qua tôi thấy có nhà beat nó cũng đang to. Nhà beat đang to anh em ạ. Không lên được 9 à. Đó. Ui không có đồ. Thôi chết mẹ toang rồi.
Đồ này có chuyển sang insert và quăng. Vãi cứt thật. Thôi rồi, bây giờ thì sao? Có khi vẫn phải giữ assassin bởi vì không có đồ ấy. Chuyện này có cái chém lan ấy, ghép được cái chém lan. Nhưng mà tôi không ghép chém lan đâu, bởi vì là ra styling rồi ấy. Thì lỡ chơi co chắc là chơi styling thôi chứ cáo cái gì nhỉ? Thôi tạm thời thế đã anh em ạ, tạm thời đấy đã. Từ từ, ở đây có thể lấy cái BKB 2 vẫn được. Thôi khoan hắn chuyển. Từ từ đã. Một round để tính đã. Phải có những cái thời gian mình phải nghĩ một chút đã. Không vội rồi. Cái round này thực ra mất máu thì cũng phải chấp nhận đó. May máu còn 70 máu, 60 máu vẫn thoải mái. Nghe anh em nhá. Rồi, còn 50 máu đúng không? Chuyện ma pháp. 50 máu, roll được 8 rồi. Roll được 8 rồi anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Đây rồi. Đây rồi, ok. Rồi, chắc là chuyển luôn ra này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang thiếu một con insect nữa anh em ạ. Phải roll thôi. Kiếm bằng được cái con bọ hùng. Chưa ra bộ hung và chưa dừng lại được anh em nhé. Vô đã. Đây rồi. Tuyệt vời. Đấy nha anh em nhá. Rồi. Tạm thời chúng ta sẽ chuyển sang bộ insect đã. Anh em ạ. Rồi tạm thời đấy đã. Rồi những cái con assassin thì tôi sẽ bán đi thôi. Những cái con assassin thì chúng ta sẽ bán đi để chúng ta tích tiền. Đấy chỉ có như thế này chúng ta mới có tiền để roll thôi anh em. Chứ còn cái round vừa rồi lên 9 đã hết tiền luôn, làm gì có tiền luôn đâu. Đấy nên là cái quyết định mà dừng lại ở đây là cũng hợp lý. Chuyện này nó bị thọt tiền nên không lên được 9 đâu, đánh được 8 thôi. Tí nữa ấy, khi mà chúng ta có một cái bài mạnh rồi chúng ta lại lên 9. Nha anh em nhá, không phải lo, cứ bình tĩnh. Thậm chí là chúng ta có thể lên 9 đến 10 được. Đấy anh em thấy không, chuyển phát là ăn được luôn cái bọn này. Thằng này vừa lấy gặp thua mà, bây giờ ăn rồi. Đấy, thấy chưa. Nó phải hợp lý từng round. Ôi đi luôn không, 12 máu chắc đi luôn. Đi luôn rồi. Wow, ok. Ui, ra luôn chân phải luôn này. Chết, tôi để lại cái chân phải. Hay quá nhờ. Được, bạn ơi. Hay quá. Rồi, ui, ghép được cái gậy hack luôn. Quá tuyệt vời. Xem nào, bây giờ còn lấy được cái đồ gì nữa không? Chém lan à? Vẫn có cái chém lan cho con cáo. Nếu cáo lên được 2 sao. Nếu cáo lên được 2 sao thì sẽ có chém lan cho cáo. Ok. Đây rồi. Thế thì từ từ nha, roll hết tiền đã. Không, chưa đập trứng cho cáo vội. Biết đâu lại ra con xe linh, em hiểu không? Rao sao? Xe linh assassin mà lên 2 sao thì tôi sẽ cho xe linh assassin quả trứng này. Bây giờ thêm con xe linh nữa thì vẫn có thể chơi được. Tôi, đấy là lý do sao tôi không ghép chém lan đấy. Tôi đang để dành đồ cho xe linh cho nó khỏe. Đấy, cướp điên rồi, rồi tí nữa cướp điên 2 tia 3 tia gì đấy có phải ngon không. Chém lan là cái gì, trừ cái trường hợp mà nó không thể ra mà sắp chết thôi thì tôi mới ghép cái chém lan luôn để chơi cáo đó. Vẫn ăn được luôn này, ảo thế nhở. Mạnh không, mạnh quá đi mất tôi. Tầm này sắp có chuỗi rồi, có chuỗi thì có tiền thôi. Rồi, luôn tiếp. Bộ cặp 3. Hết tiền level 8 luôn. Thôi được rồi. Chắc là tôi đập trứng cho con cáo. Hy vọng ở đây nó sẽ không phải là quyết định sai lầm. Đập luôn anh em ạ. Bởi vì làm sao? Bởi vì là... Đấy, nó lại bị muộn rồi. Sai Linh Assassin 1 sao giờ nó không gánh được. Nên tôi lại chơi cáo, có chụp lan luôn. Nên anh em nhé. Cái kiểu mà nó bây giờ nó không đợi được nữa ấy. Tầm này là bây giờ là bắt đầu là phải up cấp lên 9 để kẹp đua rồi. Rồi. Có khỉ này. Ui ăn được luôn này.
Được đấy nhở. Đấy, cái tầm này thì lại không sợ beat nữa rồi. Qua cái thời gian sợ beat rồi. Qua khoảng thời gian sợ beat rồi anh em ạ. Bây giờ insect của tôi bây giờ nó không sợ beat nữa rồi. Mặc dù tôi đánh ở level 8 thôi nhá, tôi đánh với cả thằng beat level 10 đấy. Thằng beat là có gọi là Glacier beat, rất là khỏe, có ngộ không rồi. Đấy. Ra được cả Lancer ngộ không rồi nhưng mà tôi vẫn ăn được. Thế tôi mới nói là cái bộ này này. Thực ra cái bộ này nó rất là khỏe. 8 mà cân được 10 mà. Đấy, 8 cân được 10 luôn đấy. Thế mới nói là cái bộ này nó rất khỏe. Nó là cái bộ mà đánh ở gọi là siêu late game. Nó chỉ sợ ở giữa game, những cái bộ đẻ nhiều nó đẩy kinh thì bộ này khá sợ. Nhưng mà tôi chơi cái trận này tôi giữ máu nó quá tốt. Anh em thấy không? Nhưng cái quyết định mà roll ở level nào ấy, dừng lại ở đâu, xả tiền ở đâu ấy, nó hợp lý đến từng round. Nó không có lệch đi một round nào luôn ấy. Đến cả từ cái round 11 nhá, xong lên 12 dừng lại một round, lên 13 cái roll hết tiền. Đấy, nó hợp lý luôn. Sau đến cái lúc mà tôi dừng lại ở level 8 ấy, tôi roll ấy cũng thế thôi. Nó cũng là một cái pha xả tiền mà chúng ta nó gọi là hết sức hợp lý để có thể là cân được. Trong cái con game này giữ được máu, 50 máu, bây giờ thoải mái rồi đấy. Cái tầm này bây giờ lại khỏe, 50 máu nó lại rất là ok. Có những cái lúc mà 50 máu ấy rất là sợ nhá. Có những cái lúc mà 50 máu rất là sợ. Nhưng mà có những cái lúc như này thì 50 máu nó lại là rất là ok. Đấy, còn lâu mới bị đẩy. Thậm chí là mỗi round chỉ lọt một hai con thôi. Rồi. Có những cái lúc mà vừa nãy tôi nói 50 thì thực ra là nó cũng chưa đúng lắm. Mà phải nói là có những cái lúc ấy mà 90 máu vẫn là chết nha anh em nhá. Đấy là những cái lúc gì? Những cái lúc mà anh em chơi Hunter ấy, anh em chơi chuỗi xanh lẻ ấy, lên được level cao, level 9 ấy, xong lúc đấy anh em mới bắt đầu form insect ấy. Đúng không? Có chuỗi đúng không? Thì cái lúc đấy nếu mà anh em form insect bị chậm ấy là coi như là giữ Hunter là quang luôn. Cảm giác mà 90 máu lúc đấy nó còn sợ hơn là 50 máu lúc này của tôi. À, chơi gì đấy? Đỏ à? À, đỏ Saman đúng không? Đỏ này là đỏ Saman chứ không phải là đỏ God đâu. Thế thì đi rồi, đi rồi, đi rồi, 8 máu đi rồi. Còn một máu. Thế là, thế là may đấy nhá. Rồi. Anh em thấy khỏe không? Hà Mạnh Hùng từ lúc mà bay màu sang đây xem luôn đấy hả? Sang nhà tôi xem luôn đấy hả? Bộ này thì nói chung là nếu mà anh em đam mê thì anh em phải tập nhiều. Nó không phải là cái bộ dễ chơi. Đấy, nhất là cái lúc mà anh em xem tôi chơi anh em biết. Những cái lúc mà xả, những cái lúc mà không xả ấy, nó quan trọng lắm, kể cả hết tiền ấy. Mà cái lúc nào là hết tiền nó là hợp lý. Lúc nào hết tiền thì nó chết. Khá khó chơi đấy, nên là tôi khuyên anh em nếu mà anh em lần đầu tiên anh em chơi bộ này thì tôi nghĩ là anh em tạm thời anh em vào trong nó gọi là đánh thường ấy, anh em chơi nhá. Còn nếu mà anh em chơi cái bộ này nó gọi là cũng là biết biết đi một tí rồi, chưa không thạo nhưng mà cũng biết rồi ấy. Hiểu hết các cái cơ chế của nó thì anh em có thể vào rank anh em chơi thì cũng ok. Còn những cái anh em mà rank queen đi nhá, mà chơi bằng những cái bộ khác ấy để mà lên rank queen sau đó thì là cũng muốn thử cái bộ này, tôi khuyên anh em là đừng có thử bộ, vào chơi đánh thường đã. Bởi vì nó khác lắm, nó không giống như những cái bộ đỏ đâu, nó khó hơn rất nhiều. Chơi đỏ dễ. Chơi cái, nhất là những anh em mà sơ farm bằng cái bộ đỏ lùn ấy, với cả cái bộ đỏ kết hợp với 4 metalit ấy, đấy. Sơ farm những cái bộ đấy mà vập vào cái bộ này thì dễ toang lắm. Bởi vì nó rất khó chơi nhá. Đấy, tôi nhắc đi nhắc lại về cái độ khó của cái bộ này trong rất nhiều những cái clip của tôi chơi bộ này. Khó nhất luôn đấy. Tôi chưa thấy cái bộ nào nó khó bằng cái bộ này đâu. Bản thân tôi chơi tất cả các line up là tôi chơi hết. Mà tôi đánh giá cái bộ này là cái bộ khó chơi nhất. Chưa thấy bộ nào khó hơn. Trừ những cái bộ mà giờ đất hơi anh em tự nghĩ ra để anh em coi như là yêu cầu tôi để làm content thôi. Thì không nói làm gì, thì khó thì không nói làm gì. Nhưng mà những cái bộ mà nó thực sự là nó để mà chơi ấy, để mà người ta chơi, người ta leo rank, người ta đánh giải ấy, thì cái bộ này là cái bộ mà tôi nói thật với anh em là nó là khó nhất luôn đấy.
Còn bây giờ tôi coi như là tôi chuỗi xong rồi tôi là đấm nó từng thằng đi một. 50 máu hết game rồi anh em ơi. Thôi bây giờ đấy anh em thấy là tôi đến khi mà tôi khỏe rồi tôi có thể là tự tin mà tôi giữ tiền tôi lên 10 luôn. Trên này tôi nuôi thêm cái con bọ cạp 3 sao nha anh em nhé. Rồi. Tiền thì chắc chắn là cái tầm này ấy, tôi sẽ không có sử dụng. Tôi mạnh rồi. Tầm này không sử dụng nào. Tầm này kể cả chấp nhận mất chuỗi đó. Tôi mạnh rồi mà. Bây giờ cái tầm này giữ được máu, giữ được tiền lên 10 là chắc chắn top 1 đã. Đấy, ăn thằng bết luôn. Một thằng ra đi. Solo rồi đấy. Đến cái giai đoạn solo rồi này anh em này. Hay không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, sau round này là tôi lên được 10. Thậm chí là cái đồ của trận này nhá, nó còn rất là xấu luôn. Đồ trận này là rất xấu luôn đấy. Sau round là lên được 10 này. Chúng ta ghép được cái còn ghép được cái gậy gai nữa đấy. Để xem là round sau thế nào thì tôi sẽ ghép cái gậy gai anh em nhé. Nó còn tùy round sau. Chúng ta sau cái round quái này chúng ta chốt lốt cái đồ còn lại. Có thể nó sẽ là cái món đồ là gậy như ý trong cái round tiếp theo. Mặc dù là cái món đấy thì đánh với cả Hunter là cũng không hợp lắm. Nhưng rất có thể là Hunter này ấy, tí nữa nó sẽ là gì? 9 Hunter kẹp Sailing Assassin anh em hiểu không? Đấy nên là nó vẫn sẽ cần là một cái món đồ mà nó chống hồi máu. Nó trông lé. Cướp điên. Được. Hay là từ từ nhá. Từ từ cướp điên hay là cướp điên ngon. Rồi lên 10 rồi anh em. À từ từ. Không. Chưa đủ. Rồi thôi chốt lốt hai món đồ cuối nha anh em nhá. Đây rồi. Chúng ta sẽ có một cái hút máu và một cái cướp điên. Có hút máu nữa này anh em này. Đây, hút máu đây. Ok. Chiến với Sailing Assassin 2 sao anh em nhá. Tôi có BKB rồi bạn ơi. Tôi sẽ không bị khống chế. Đấy là Sailing tươi đấy. Sailing Assassin trong cái bộ nó gọi là bộ gì nhỉ? Bộ 9 Hunter. Cũng khỏe bạn ơi. Cũng khỏe. Càng đấy. Cũng càng. Cũng càng có cướp điên anh em ơi. Crit chỉ cần hết giáp một cái thôi. Đây này, tôi giải thích cho anh em nhé, tại sao tôi lấy cướp điên. Cướp điên với cả cái món đồ mà hút máu trừ giáp ấy, nó là một cái combo của con cáo đấy anh em. Khi mà con cáo này nó chọc liên tục ấy, nó sẽ xảy ra cái hiệu ứng trừ giáp full luôn. Một phát chém vào con cáo này nó chỉ trừ được 5 giáp thôi anh em nhá. Khi mà anh em muốn trừ 15 giáp ấy là anh em sẽ phải chém 3 phát vào đối thủ. Nhưng mà khi con cáo này nó lướt ấy, nó chọt ấy, là nó chọt một phát là coi như là trừ 15 giáp luôn anh em hiểu không? Nhưng mà cái con cáo này nó chọc 5 phát cơ anh em ạ. Ở 2 sao nó chọc 5 phát. Đấy mà 5 phát ấy thì cái giáp của con Sailing này. Nếu mà con Sailing ấy nó chỉ còn có 3 giáp thôi ấy, thì cái con cáo sau khi nó sử dụng cái chiêu của nó, skill của nó chọt vào con Sailing thì cái tôi lấy ví dụ nhá, những 3 giáp đấy nó bị cái chiêu chọt thì nó phá giáp luôn rồi. Đấy và thêm một cái gì nữa? Thêm một cái là trừ full giáp rồi đúng không? Thì cái cú tiếp theo của cái cú hai cú chọt cuối ấy, trong hai cú chọt đấy nếu mà nó xảy ra bạo kích. Nó xảy ra bạo kích, sát thương bạo kích thì gần như là con Sailing Assassin nó phun máu nó chết. Đấy anh em ạ, gần như là thế luôn. Đó. Kiếm hồn thì tôi cũng chưa cho vào đâu. Kiếm hồn 2 sao thì tôi cũng còn phải từ từ đã. Để xem đã. Chỉ cần con Sailing còn 4 giáp thôi là chắc chắn là
cáo skill là chết nha anh em nhá. Nếu mà cái cú cuối cùng ấy nó có bạo kích, thường là khi mà có cướp điên ấy kẹp với cả ba assassin thì thường là cái bạo kích nó sẽ có đấy. Chắc chắn là cú chọt của con này nó sẽ có bạo kích. Ok, thua kìa. Ờ thế không được rồi. Ui nó dồn đồ ra súng anh em ạ. Khôn ra đấy, khôn ra đấy, khôn ra rồi. Đối thủ đánh khôn hơn rồi đấy. Biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi anh em ơi. Bỏ xe linh, anh em biết tại sao? Bởi vì ấy, nếu mà để xe linh ấy kích lùn thì nó sẽ tiêu diệt những cái con insect toy đấy. Các con insect toy mà ít tiền ấy nó sẽ ít máu ấy, nó sẽ giết trước. Chính vì thế là nếu mà dồn đồ cho súng thì nó sẽ bỏ qua những cái việc đấy. Đấy. Nếu mà những cái con insect toy ít máu nó giết trước thì đồng nghĩa việc là những cái con insect 3 đô ấy, những cái con mà 2 sao nó sẽ sống và nó sẽ gọi ra con 3 sao và nó sẽ rất khỏe. Ok, vẫn không ăn được này. Không ăn được. Thế hóa ra chỉ là may mắn thôi à. Đi luôn không? Còn 4 máu. Sao không đi luôn đi. Để đêm dài lắm mộng bây giờ. Sọt lẽ ra là phải đi luôn chứ. Lên round tiếp theo lại có đồ, có khi nó lại ăn được tôi thì sao? Đánh với cả insect thì đừng có kích lùn anh em ạ. Kích lùn thua. Kích lùn nó sẽ đánh vào những cái con ít máu, nó sẽ đánh vào những cái con insect toy ít sao. Và cái cơ hội ra được 3 sao mới, sau đó nó sẽ đánh những cái con 2 sao. Đấy, khi mà đẻ cái lứa mà insect toy 3 sao ra ấy, thì những cái con lùn ấy nó sẽ lại focus vào những cái con 2 sao. Một cái chuỗi liên tục luôn. Đấy, tức là nó sẽ là một cái chuỗi liên tục. Cứ đánh được cái con, nó lại đẻ ra cái con nhiều máu đúng không? Sau đó lại đánh vào những cái con ít máu. Thế đâm ra là những cái con insect nó cứ đẻ ra liên tục. Nó sẽ không chết hết. Đấy, nó sẽ không bao giờ chết hết được. Đó, giáp xoay thôi nhỉ. Kháng hiệu ứng thì cũng ngon nhá. Thôi, lấy cái kháng hiệu ứng. Bởi vì làm sao? Nó có mấy cái bộ này. Cái bộ 9 Hunter này. Nó có cái chiêu đẩy ấy, thì khi mà ghép kháng hiệu ứng vào thì không bị đẩy. Đấy là lý do tại sao mà tôi lại ưu tiên kháng hiệu ứng. Đấy, giáp xoay nhiều khi bị đẩy ra sau thì lại không xoay được, đúng không? Nó xoay bị đẩy ra đằng sau thì làm gì xoay được đâu. Lại dồn đồ sai linh rồi, sai lầm rồi bạn ơi. Thế này là chắc chắn là chết rồi. Sai linh assassin ý, nó sẽ đánh vào những cái con thấp máu anh em hiểu không? Ôi xong rồi, đi rồi. Chắc chắn đi luôn. Ui giời ơi, thấy không? Những cái con 3 sao liên tục nó đẻ ra do là những cái con thấp máu nó được giết trước. Ôi xong rồi bạn ơi, xong rồi. Xong rồi. Ui giời. Thực ra tôi 50 máu đây anh em ạ. Chả qua tôi bị chia máu thôi, chứ còn tôi giữ 50 máu hết game luôn ấy. Quá xuất sắc luôn, đến được vị trí tấn cơm. Đấy, anh em hiểu rồi, cái bộ insect nhá. Và cách để không bị nó bắt lạt đấy, đấy chính là đừng có kích lùn anh em nhá. Anh em kích lùn là dở rồi. Đấy, đấy cũng chính là lý do tại làm sao mà cái bộ này nó ăn được cái bộ đỏ kẹp lùn đấy anh em. Đấy, bởi vì là đỏ kẹp lùn thì nó cũng sẽ giết những con yếu máu trước thôi. Bộ này nó khá là phê đấy, nếu mà chơi mà biết chơi nha anh em nhá. Tuyệt vời luôn. Nên là nếu mà anh em có thời gian anh em có thể luyện thêm cái bộ này được. Theo tôi là bộ này đánh giải nó cũng rất là ok nha anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa xem cái clip mà tôi bị chửi một cách thậm tệ, thậm chí là gạ kèo một củ với cả tôi bởi một cái thằng anti, thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Con ác mộng đã quay trở lại rồi. Và thật là bất ngờ khi mà trận đấu đấy tôi gặp một cái fan nước ngoài. Rất là vui luôn nha anh em nhá. Rất là xúc động. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.